Vâng, xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 7 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ đề, trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, với phần cảm ơn quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ đề. Câu chuyện do Tuấn Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tuấn Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện hàng ngày ngồi thiền đọc kinh có thể thành phật được không chuyện của tinh hoa tủ linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi có một đệ tử hỏi một vị thiền sư thưa sư phụ con ngày ngày ngồi thiền đọc kinh nỗ lực như thế này liệu có thể thành phật được không sư phụ trả lời không thành được đệ tử lại hỏi Tại sao vậy? Sư phụ trả lời, bởi vì Phật không phải là người ngồi thiền mà thành, Phật cũng không phải đọc kinh mà thành Phật. Đệ tử lại hỏi, thấy Phật làm thế nào để thành Phật vậy sư phụ? Sư phụ trả lời, Phật chưa bao giờ nghĩ mình phải thành Phật. Đệ tử lại hỏi, vậy Phật nghĩ gì sư phụ? Sư phụ lại đáp, Phật chính là ngày ngày mong nghĩ làm thế nào để bố thí thành tâm của mình làm thế nào để người khác được tốt hơn làm thế nào để mọi người trên thế giới đều đắc đạo phật ngày ngày suy nghĩ làm thế nào để người khác được thuận lợi hơn ngày ngày nghĩ làm thế nào để thí xạ thân mình để mang hạnh phúc đến cho chúng sanh ngày suy nghĩ làm thế nào để gánh chịu trách nhiệm, phó suốt một cách thầm lặng, không để người khác biết những gì mình đã làm. Chỉ cần mọi người đều có thể tốt, đều có thể nhận thấy trách nhiệm của mình, thấu hiểu và hòa hợp, không chạy theo những ham muốn, truy cầu và dục vọng, thì Ngài sẽ lấy đó là niềm an lạc và hoan hỷ ngày không cần mọi người biết không nghĩ cho mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải đạt được gì chỉ tìm cách để có thể bố thí đi tất cả thành tâm của mình đệ tử lại hỏi vì thế con ngày ngày muốn thành phật thì không thể thành phật được là bởi vì con đang truy cầu được thành phật phật cái gì cũng không muốn không tính toán được mất tất cả chỉ là bố thí thành tâm của mình. Sư phụ trả lời, đúng vậy. Phật không nghĩ những điều mà con nghĩ, những chuyện Phật nghĩ thì con lại không thể nghĩ đến và cũng không làm được. Vậy con có thể thành Phật được không? Hơn nữa, Phật cũng không phải cứ muốn là thành mà là công đức tương ứng tích lũy được khi làm người. Đệ tử lại hỏi, vậy con sẽ bắt đầu thí xã bản thân mình làm như vậy có thể thành phật không sư phụ trả lời không thể nếu con vì thành phật mà xã bỏ vậy thì không phải xã mà là có tâm hữu cầu tâm được mất có sự trao đổi không thể có thành tựu đệ tử lại hỏi vậy thì thế nào mới thực sự là thí xã con phải làm thế nào đây sư phụ nếu cảm nhận được mình đang thí xã, thì không có xã. Con có biết được Phật xã gì không? Đệ tử, dạ, có phải là phúc báu và công đức không ạ? À? Sư phụ đáp, đúng vậy. Công thí xã chính là vô lượng đức. Vậy con có cái đó không? Đệ tử, con không biết. Có lẽ là con không có. Sư phụ lại nói, con có biết thế nào là đức không? đệ tử nói là không vì mình làm người tốt giúp đỡ người khác. Sư phụ nói, đây chỉ là hình thức bên ngoài, là lý luận trống rỗng mà thôi, bởi vì tâm con vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô tư vô ngại, vì thế căn bản không thể biết rõ vô tư là gì, vô ngã là gì. Hình thức bên ngoài của con chưa bị phá đi thì không thể có công đức được. Công và đức đều từ khởi tâm động niệm ở bên trong là cảnh giới vô hình bởi vì con mang thân con người trong cuộc sống có quá nhiều tâm tư tạp niệm có quá nhiều vọng tưởng truy cầu vì thế ngay đến sự thanh tịnh cơ bản nhất cũng không có cũng không hiểu rõ thực chất giới là gì nên từng niệm đầu mỗi ngày vẫn còn ở trong vi phạm giới chỉ cần con vẫn còn truy cầu đắc được thì đều là hướng ngoại mà cầu. Vì thế, không có chính tâm, không có thành ý, không tìm ra được tiêu chuẩn của thiện và đức, không bỏ được lòng tham và dụng, ý xấu của mình, thì lại càng không có công đức. Đệ tử lại nói, vậy con cũng phải bắt đầu thí xã tâm tu hành thôi. Sư phụ, con có biết như thế nào mới gọi là xã không? nếu niệm niệm đều ở trong thí xã đều ở trong giới vậy con có biết thí xã là gì không đệ tử trả lời thí xã cũng có nhiều nội dung vậy à con thực sự vẫn chưa biết sư phụ tất cả nền tảng của tu hành đều ở đây con đến cái này cũng không biết thì con đang ở trong phạm giới tạo nghiệp vậy con đời này có thể thành đạo nào đây không cần nói đến tu hành và học Phật nữa, ngay đến cả đạo làm người căn bản cũng không thành nổi. Trong cảnh giới này của con, lại ngày ngày lấy kinh sách Phật, nói lời của Phật, chẳng phải là phạm tội phỉ bán sao. Người đệ tử, giọng có vẻ run rẩy nói, vậy xin Thầy hãy chỉ dạy cho con. Sư phụ từ bi nói, cái gì gọi là thí xã, chính là trước tiên phải biết rõ chính mình loại bỏ những so đo tính toán mọi thứ phải dựa vào luật nhân quả để lý giải người khác tất cả đều do ác ý bên ngoài phỉ bán nghịch cảnh đều là nhân quả tương ứng mà tự thân phải gánh chịu chứ không phải là do lỗi lầm của người khác vì thế không thể dùng đúng và sai nhìn nhận vấn đề mà chỉ có thể lấy chính và tà để yêu cầu và ức chế tâm của mình, từng niệm, từng niệm, vứt bỏ chính mình. Kỳ diệu thay, mọi chúng sanh vốn đều là Phật, đều có sẵn trí tuệ và đức hạnh nơi mình, chỉ vì chắc chặt nơi những vọng tưởng sai lầm mà chúng sanh mới không thể nhận ra điều đó được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thốt lên điều đó trong giây phút Ngài được giác ngộ. Nói một cách khác, mọi chúng sanh nguyên thủy vốn đã hoàn hảo nhưng bởi vì bám víu vào những khái niệm si mê nên họ không thể nhận thức được Phật tánh có sẵn nơi mình trong chây phút chớp nhoáng màn xương che phủ trước mắt tan biến đi và Đức Phật thích Ca Mâu Ni đã thấy được chân lý hiện tiền từ đó tới giờ ta đã nghĩ rằng tất cả chúng sanh trong thế giới này chỉ sống trong sự đau khổ và khốn cùng, trong những bất hạnh sâu xa. Nhưng thật ra, chẳng phải là tất cả mọi chúng sanh ngay nơi hiện thân của họ đều đang sống trong tánh Phật. Sự toàn hảo tuyệt đối đó sao? Và chẳng phải là điều này không chỉ áp dụng cho những người đang khỏe mạnh, an vui, nơi thân và tâm, mà còn với những kẻ bù loà, những kẻ tật nguyền không có tay chân phải kéo lê thân xác của mình một cách khó khăn đó sao? Chẳng phải là mọi người trong chúng ta, ngay trong trạng thái hiện tại của mình, đều là một thực thể toàn hảo, lòng đầy cảm kích và kinh ngạc. Đức Phật đã thốt lên như vậy trong giây phút giác ngộ của Ngài. Kính thưa quý vị, nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 at gmail com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.